Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hương Yên, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an các huyện Văn Giang, Văn Lâm đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt ngăn chặn để lùi tệ nạn ma túy tại các khu vực dự án xây dựng đô thị. Trong 6 ngày, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 năm 2023, lực lượng công an đã phát hiện 9 vụ 25 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý hành chính 81 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đưa 74 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bàn giao về địa phương nơi cư trú để quản lý theo quy định. Tính riêng trong ngày 4 tháng 5, kiểm tra hành chính số người lao động mới đến làm việc tại khu đô thị Dream City và khu đô thị Đại An đối với 46 trường hợp đã phát hiện xử lý hành chính 41 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường ra soát thống kê quản lý người nghiện, nghi nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đưa các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy về địa phương nơi cư trú, tăng cường nắm tình hình, quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.